Tôi LG từ thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam, nhà phân phối ada cũng như các bạn bè trên thế giới. Nhân dịp sinh nhật ngài Amano Sansur, chúng tôi luôn trong tim chúng tôi luôn là nhớ ngài, yêu quý ngài. Cho dù bây giờ cũng một thời gian chúng ta không gặp nhau, nhưng mỗi năm chúng tôi vẫn đến quê hương ngài vào mùa thu Niigata để gặp tất cả các bạn bè, những nhân viên và gia đình ngài, vừa họp hành và vừa nói về ngài, nhớ về ngài. Cũng nhờ ngài chúng tôi từ cái thiên nhiên ở ngoài chúng ta mang vào nhà, từ những khung cảnh đó làm cho chúng ta cảm thấy hạnh phúc hơn, yêu đời hơn, gần nhau hơn. Một thời gian rồi chúng tôi đi thợ không gặp ngài, nhưng chúng tôi vẫn nghĩ về ngài, nói về ngài rất nhiều. Ở một nơi xa xôi nào đó, chúng tôi cũng hy vọng rằng ngài hạnh phúc, và ngài cũng mong chúng tôi được hạnh phúc như ngài. Arigato.